Như là bây giờ thì vẽ hình nào đó ở đây. Đó, hình nào đó ở đây. Sau khi vẽ xong á thì thầy sẽ cho nó nhảy qua bên đây luôn. Nhảy qua đây luôn. Để mình vẽ giữa nhảy qua đây luôn cho nó chính xác. Thì bây giờ giả sử thì mình khi mình thầy kéo qua nó, chúng ta thấy có một cái giá trị xuất hiện là 235. 235 mm, đó là một cái bước nhảy của nó. 235. Cho nên hãy nhấn Ctrl K. Nhấn Ctrl K thì cái mục đầu tiên là General nè, nó có cái mục là Cable Increment ở đây. Thì tôi nhập cái số là 235 vào đây. 235 mm vào trong đây, nhấn OK nè. Đó, 235 mm, nhấn OK nè. Đó, bây giờ thì nhấp vào đây thì nhấp mũi tên sang bên phải là có một bước nhảy á. Nhấp mũi tên sang bên phải thì nó nhảy một bước một lần thôi là 235 mm luôn. Đó, nha. Chúng ta nhớ cái này nghe, gọi là cái bước nhảy. Thì nó lại là để xác định cái bước nhảy này á, trước tiên chúng ta phải kiểm tra được là cái lượng nó sẽ nhảy qua bao nhiêu đã. Đó, thì án chừng là 235. Là mình tròn luôn là 235. Thì sau đó nhấn Ctrl K, nhấn Ctrl K cái một Keyboard Increment này, nhập số 235 vô trong đây. Là số 235 vô trong đây, nhấn OK là chúng ta set một cái bước của nó là 235 mm luôn. Cứ một bước đi là 235 mm. Rồi, sau đó thầy vẽ nè. Như vậy trước tiên thì vẽ hình hình cái nón trước. Thì hình nón này á, chúng ta thấy hình dáng nó thẳng hàng thế này, cho nên thầy dùng công cụ nó có tên là Pen Tool. Công cụ Pen là vẽ theo đường thẳng á. Không có đường thẳng, nó thẳng cũng được, cong cũng được, nhưng mà cái này nó dễ dễ vẽ hơn. Thì cho nó là không màu và cái viền của nó là viền màu màu đỏ, viền màu đỏ nha. Vậy vẽ thử một nét trước nè. Đó, thì thử một nét trước thì thấy là nó đi dày, gỡ như đây thì hơi dày á, cho nên thầy quyết định thì giảm xuống còn 0.5 thôi. 0.5 thì cỡ này nó vừa đủ nha, cho nên thầy vẽ lại nè, pen tool nè, mà độ dày của nó ban đầu xác định của nó là 0.5 để nó mỏng thôi. Nếu mà nó mỏng á, chúng ta vẽ nó sẽ khó hơn tại vì nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà bù lại á thì nó sẽ nó càng mỏng á, thì vẽ càng chính xác. Đó, dày thì nó dễ vẽ hơn, nhưng mà dày quá á, thì nó sẽ che luôn những cái nét nhỏ nhỏ khác, thì chúng ta tưởng là đúng nhưng thực ra chúng ta vẽ sai đó. Đó, cho nên cái nét này là càng mỏng thì nó càng chính xác. Rồi thế thì thầy cho 0.5 thôi, vừa đủ thôi. Nhắc lại một điểm số 1 nè, nhắc điểm số 2, số 2, số 3 này nghiêng số 4 luôn đi. Rồi sau đó là số, còn không á thì mình cứ thẳng hàng luôn đi. À, từ đây tới đây mình thẳng hàng tới đây luôn, thẳng tới đây vuông góc luôn đi, tí nữa chúng ta sẽ bo tròn sau đó nha. Xuống đây và bên đây, bên đây đó, thì chúng ta vẽ như thế này là xong đó. Sau đó vẽ xong rồi á, chúng ta có thể chọn cái nón này nè, nhấp mũi tên sang bên phải một bước thôi là nó nhảy qua đây luôn. À, nó nhảy qua đây luôn. Sau nó qua đây rồi á, chúng ta dùng cái trục trắng á, dùng cái trục trắng này cho nó nhấp vào cái điểm này. Nhấp vào điểm này thì nó có một cái nốt nhỏ nhỏ bên cạnh này, chúng ta tăng lên thì nó bo như nhẹ lên cho nó đẹp. Đó, chỗ này cũng vậy nè, nhấp vào cái nốt này. Chúng ta bo nhẹ lên cái này. Đó, cho nó chỗ này chúng ta muốn cho nó tròn thì ta bo nhẹ cái là nó đẹp cho nó xong luôn. Đó, như vậy là xong. Rồi, sau khi cái nói xong rồi á, khi cái đầu thì chúng ta dùng cái công cụ hình elip á. Hình elip nè. Đó, hình elip bên này. Đó, có được cái hình này ha. Rồi. Rồi, sau đó thì cái phần mắt. Mắt thì ta cứ vẽ hình tròn ra rồi nhấn space bar dời vô vị trí cho nó chính xác. Nha. Cái này xong rồi copy qua đây cho nó đều hai bên nè, nhấn Alt copy qua. Rồi, sau đó cái mũi vẽ pen á, số 1, số 2 nè. Số 3, số 4. Đó, đây cái cung này á, thì vẽ pen tuyết. À, nhấp số 1 đi một cái, số 2 tới đây nè, nhấn đi trục trái luôn cho nó bo tròn lên. À, những escape thoát ra. Đó là cái miệng. Xong hết rồi nha, chọn hết, giờ sang bên phải là nó qua đây luôn. Rồi tí nữa chúng ta sẽ tô màu sau. Đó, ý nghĩa là vẽ sao cái mail đây là nó thứ nhất là nó không đụng cái hình mình đang vẽ. Hình mình đang vẽ rất là sạch sẽ, nó không bị vướng hình gì hết ha. Tất cả hình giờ sang bên kia hết. Rồi cái thân này hình elip nè. Đó, hình cái liếc nè. Rồi sau đó là bend tool tiếp nè. Chỗ này đường thẳng á, thì mình có vẽ đường thẳng bình thường. Đó, màu thoát ra. À, xong về tiếp chỗ này. Đó, chữ V thoát lệnh ha. V thoát lệnh đó, thoát ra ngoài. Rồi, tiếp tục hình tam giác.
tam giác thì hình star tool nè. Đó, star tool. Những những arms ha, những arm để chúng ta có hình tam giác nó cái cạnh nó thẳng. Đó, rồi copy xuống dưới. Đấy. Xong hết rồi, giờ sẽ không bên phải luôn. Bèm tới đâu là chính xác tới đó. Rồi cuối cùng hình ellipse cuối cùng. Rồi, đó như vậy thầy lại vẽ xong. Rồi chúng ta tô màu nè. Ví dụ cái nón để cho tôi nó màu xanh. Nha, phong viền. Rồi, mấy cái mắt. Mắt này thì thầy cho nó là màu xanh. Phong viền. Rồi cái này, tất cả cái này thì cho có viền hết, tất cả cái viền đó là màu xanh hết, viền màu xanh hết, riêng ba hình ngôi sao này thì chúng ta cho nó màu xanh. Rồi đó, như vậy thầy đã vẽ xong được cái hình cái người tuyết này rồi nha. Và cái hình cái thân này chúng ta cho nó màu trắng và nó che phần trên lại đó, màu trắng để nó che lại thì nhìn nó sẽ hợp lý hơn, nó mới chồng ba cái lại với nhau. Rồi như vậy thầy làm vẽ xong được cái hình này rồi, chọn hết lại, rớt lại nhóm. Rồi ok, đó như vậy thầy vẽ xong cái người tuyết này rồi nha. Rồi xin mời các bạn tiến hành làm bài này.